Đây là một cái nhà hàng nằm ở gần khu Gangnam Seoul đó. Mà nhà hàng này là nguyên một cái quần thể tòa nhà cổ Han ốc. Mọi người thấy không? Đẹp lắm luôn ý. Đẹp dã man. Mà cái nhà hàng này thì mọi khi nó rất là đông, cực kỳ đông. Nhưng mà tại vì corona nên là bây giờ mỗi phòng chỉ thấy một nhóm khách thôi. Và giá nó cũng rẻ hơn nữa. Vậy nên là mình đã quyết định đặt nhà hàng ở đây để ăn tối cùng với cả chị bạn thân của mình. Chúc mừng sinh nhật chị với cả chúc mừng mình tốt nghiệp. Chúc mừng sinh nhật chị yêu. Happy birthday. Cảm ơn. Còn gì nữa nhỉ? Chúc mừng chị đã chuyển sang một trạng thái, sắp chuyển sang một trạng thái mới. Tự do. Tự do trong công việc. Chúc các em. Bye chị. Thật ra. Chúc mừng chị yêu. Thế là cuộc đời của chị em mình ở đây đã đến một bước mới rồi, mới tự do. Cười hồn theo rất là gạt đó.